Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington Đốc. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 17 tháng 10 năm 2021, gồm có nội dung như sau. Phần 1 và phần 2, chương 9, thiền thứ 3. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần 1, chương 9, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đệ nhất chiến khu. Chương 9, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đệ nhất chiến khu. Đệ nhất chiến khu gồm các tỉnh Hải Dương, Kiến An, Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai và Móng Cái, được thành lập từ tháng 11 năm 1945. Chiến sĩ Nguyễn Văn Lực được ủy nhiệm làm chủ nhiệm tỉnh Đảng bộ tỉnh Hải Dương, kiêm chủ nhiệm đệ nhất chiến khu. Từ sau ngày đoạt được chính quyền, Cộng sản đã ra lệnh bắt giam và thủ tiêu một số lớn cựu đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng tại các địa phương thuộc đệ nhất chiến khu. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Lực đã hết sức can thiệp với Chủ tịch Ủy ban Hành chính Cộng sản địa phương, với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Hoàng Hữu Nam, nhưng cũng đều vô hiệu quả. Mặc dầu gặp bao cản trở, ban tổ chức của tỉnh Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng Hải Dương cũng liên lạc được với những phần tử có cảm tình ở tỉnh lỵ và ở các phủ, huyện, Vĩnh Bảo, Ninh Giang, Kim Thành, lập thêm được nhiều chi bộ hoạt động ở các địa phương ấy. Truyền đơn, báo chí từ Trung ương gửi về đều được phân phát khắp mọi nơi. Tại Hải Phòng, trụ sở công khai của Việt Nam Quốc dân đảng được thiết lập từ tháng 12 năm 1945, chủ nhiệm thành đảng bộ là Bạch Thái Tòng. Đối lập với tờ báo Dân chủ của Cộng sản ở Hải Phòng, đệ nhất khu đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng cho xuất bản Nhật báo Sao Trắng, cũng tại Hải Phòng, làm cơ quan liên lạc và tranh đấu chính trị cho đảng ở miền Duyên Hải. Cuộc xô xát với Cộng sản bắt đầu là vụ thành đảng bộ Hải Phòng bắt mấy cán bộ tuyên truyền lừa bịp dân chúng của Việt Cộng giam vào trụ sở. Phản ứng lại, Cộng sản cho tổ chức một cuộc biểu tình tuyên truyền dân chúng các làng thuộc vùng ngoại ô đi hoan hô cuộc đoàn kết các đảng phái tập trung tại trước nhà hát lớn Hải Phòng, rồi cán bộ Cộng sản hướng dẫn dân chúng xông vào trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng. Trước tình thế vạn bất đắc dĩ, chiến sĩ đứng gác trước trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng phải nổ súng bắn chết tên cán bộ chỉ huy này. Quân đội Trung Hoa hay tin, liền đến can thiệp kịp thời, tịch thu khí giới của cả hai bên và giải tán cuộc biểu tình lợi dụng. Tiếp đến, hồi thượng tuần tháng 4 năm 1946, Pháp quân huy động chiến xa để phá mấy trụ sở tự vệ của Cộng sản, rồi thừa dịp bắn đại bác vào trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng, phá hủy hẳn bức tường phía trước để trả thù về mấy bài báo của Sao Trắng đã kịch liệt công kích vụ Pháp kéo quân vào Hải Phòng hồi tháng 3 năm 1945. Vì có dự bị tác chiến từ trước, nên bộ đội Việt Nam Quốc dân đảng đã bắn, trả lại, giết chết một đại úy Pháp chỉ huy chiến xa. Từ sau ngày 6 tháng 3 năm 1946, các hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng ở Hải Phòng cũng như ở Hải Dương bắt đầu kém phần phát triển. Đến cuối tháng 3, những cán bộ và đảng viên hoạt động khá đều rút dần ra phân khu Móng Cái, một căn cứ địa tương đối vững chắc hơn. Ngày 13 tháng 7 năm 1946, ngày Cộng sản tấn công vào trụ sở Ôn Như Hầu ở Hà Nội, cũng là ngày mà Võ Nguyên Giáp hạ lệnh tổng tấn công các khu chiến
các trụ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Dương, Hải Phòng đều bị Cộng quân lén đến đánh úp nên bị tan rã từ đấy. Chương 2. Từ Móng Cái, nguyên từ tháng Giêng năm 1944, Dương Tế Dân, tức Chu Thành Liền, từ Trung Hoa về liên lạc với các nhà cách mạng ở Móng Cái để hoạt động. Tiếp đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 1945, một số chiến sĩ cùng về An Quốc lấy được một số vũ khí của quân đội Nhật Bản đưa ra ngoài. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 1945, Vũ Kim Thành là trạm trưởng giao thông liên lạc của Việt Nam cách mạng Đồng Minh Hội tại Đông Hưng, Móng Cái, chỉ huy một số đồng chí về đánh đuổi Nhật quân chiếm được thành Móng Cái. Đến hồi 12 giờ ngày 21 tháng 7, Nhật quân tổng phản công. Vì lực lượng địch quá mạnh, Vũ Kim Thành và các đồng chí của ông phải rút quân ra khỏi biên giới, tạm đóng ở huyện Phong Thành, cách Móng Cái độ 60 cây số. Cách 3 ngày sau, lại một trận giao chiến với Nhật quân xảy ra ở Nguyên Lộ, cách Móng Cái 5 cây số. Đến sau ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh, Vũ Kim Thành lãnh đạo một số chiến sĩ từ huyện Phong Thành quay về chiếm đóng Móng Cái. Về An Quốc được cử giữ chức đệ nhất sư trưởng, Kim Cảnh bị tư lệnh, Dương Tế Dân phụ trách chính trị. Quân chính tổng số hơn 400 người phân phối đi chiếm đóng các đồn Hà Cối, Đầm Hà, Tiên Yêu, Cửa Ông, Cẩm Phả. Ngày 9 tháng 9 năm 1945, Vũ Kim Thành ra lệnh tập trung quân ở Quảng Yên đánh đuổi quân Pháp. Khi về An Quốc đem quân đội vào đến Hòn Gai, một số cán bộ cộng sản liền tìm đến đề nghị hợp tác để cùng chung sức chống xâm lăng. Hai ngày sau, cộng sản viết thư mời về An Quốc cùng cấp chỉ huy đến trụ sở cộng sản để cùng soạn thảo kế hoạch tấn công Pháp. Cuộc họp ấy do Nguyễn Bình làm chủ tọa. Viện danh nghĩa đoàn kết hợp tác, cộng sản ra lệnh phân tán quân đội của về Anh Quốc đi nơi khác. Biết mắc mưu, số quân đội ấy nhất định giải tán, không chịu đi. Một mặt cộng sản dùng võ lực đưa về Anh Quốc về Hải Phòng, rồi đưa đến trại giam Hải An. Cách ít ngày, về Anh Quốc đã trốn thoát và nhờ được biệt động quân Việt Nam Quốc Dân Đảng bảo vệ, được đưa về Hòn Gai. Cách 4 tháng sau, nội bộ bỗng phát sinh một biến cố khá quan trọng, có kẻ toan lật đổ Vũ Kim Thành, nên ngay hồi 24 giờ ngày 15 tháng 2 năm 1946, Bộ Tư lệnh triệu tập một cuộc họp cán bộ bất thường đi đến quyết định là phải thay đổi lá cờ để giải quyết vấn đề nội bộ. Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 2 năm 1946, Bộ Tư lệnh cử đại biểu đến gặp Vũ Kim Thành, trình bày những việc đã xảy ra và quyết nghị của cuộc họp hôm qua, rồi mời Vũ Kim Thành vào thành giữ chức quận trưởng như cũ. Nhưng họ Vũ ở đất Tàu đã lâu, có vợ Tàu, thành kiến Tàu, nên nhất định từ chức đem vợ con trở sang Tàu. Hồi 12 giờ, ngày 12 tháng 2 năm 1946, lá cờ Quốc Dân Đảng được thượng lên kỳ đài. Về An Quốc được Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng ủy nhiệm làm Tổng Tư lệnh đệ nhất chiến khu. Ngày 15 tháng 5, Cộng quân huy động một tiểu đoàn đến đánh Móng Cái. Việt Nam Quốc Dân Đảng quân số chỉ có 4 đại đội nhưng đã đánh bại được địch quân. Một tuần sau, ngày 22, Cộng quân lại viện thêm 2 tiểu đoàn phối hợp với tiểu đoàn trước kéo đến tấn công, mặt trận dài trên 15 cây số. Quốc dân quân đánh đuổi, Cộng quân phải chạy ra giải đất Trà Cổ, đến Mũi Ngọc, trút xuống thuyền, rút lui. Thừa thắng, Bộ Tư lệnh Quốc Dân Đảng phái một đạo quân đến đánh chiếm lại các đồn Hà Cối, Đầm Hà và Tiên Yêu. Giữ được trọn 2 ngày thì thủy, lục, không quân Pháp từ ngoài mặt biển tiến lên đánh vào. Một mặt cộng quân từ Bình Liêu, Đình Lập đánh xuống. Vì lực lượng quá chênh lệch, quốc dân quân phải rút lui về Đầm Hà.
Cách 4 ngày sau, Pháp quân lại bắn đại bác từ khơi vào, không quân yểm hộ cho lục quân từ Tiên Yên xuống tấn công, quốc dân quân phải rút lui về Hà Cối. Đến 9 giờ sáng ngày 4 tháng 8, chiến hạm Pháp tiến đến hải khẩu Hà Cối, bắn đại bác vào đồn, tiếp theo là hai phóng pháo, cơ tiến đến oanh tạc như vũ bão để yểm trợ cho lục quân tiến đánh Hà Cối. Quốc dân quân chiến đấu suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi rút lui về Phán Mại nghỉ một đêm, sáng hôm sau rút về Móng Cái. Móng Cái từ đấy trở nên cô lập, không còn liên lạc được nữa. Căm hờn về sự thất bại chua cay hồi tháng 5, cộng quân thừa cơ hội quốc dân quân đường lâm vào cô thế, bí mật đem vàng, gái, thuốc viện, cống hiến cho cấp chỉ huy quân đội địa phương Trung Hoa. Bộ Tư lệnh Quốc dân quân nhận thấy tình thế không thể chống trả nổi với Pháp và Cộng quân, và lại có quân đội Trung Hoa giúp sức nên hạ lệnh giải tán. Một số cán bộ bị lộ mặt phải lánh sang Trung Hoa, còn phần đông ở lại phân tán về các địa phương hoạt động trong bóng tối. Vượt qua biên giới, các chiến sĩ Móng Cái tìm đường lên Côn Minh, lại tiếp tục hoạt động với Hải ngoại bộ Việt Nam Quốc dân đảng tại đấy. Tiếp theo đây, Đỗ Hiếu xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 chương 9, thiền thứ 3, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đệ nhị chiến khu qua phần trình bày của Nam Anh sau đây. Chương 9, trang 330, trang 335. Đệ nhị chiến khu. Đệ nhị chiến khu gồm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng được thiết lập tại căn cứ quân sự của đảng ở Đáp Cầu, Bắc Ninh từ tháng 2 năm 1946. Chủ nhiệm tỉnh đảng bộ là Vũ Văn Đức, quân sự ủy viên trưởng là An Sinh, tức Phan Chí Thành. Đại Việt Quốc dân đảng cũng thiết lập trụ sở công khai tại Đáp Cầu do Vũ Định Huyên phụ trách. Được ít lâu, lại rời trụ sở lên tỉnh Bắc Giang. Còn tại Lạng Sơn, Việt Nam Phục Quốc hội đóng quân ngay trong thành do Nông Quốc Long chỉ huy. Việt Nam Quốc dân đảng đóng quân ở Đáp Cầu được ít ngày. Cộng sản đem quân đến bao vây. Quốc cộng dàn quân đánh nhau liên tiếp hai trận, nhưng quốc dân quân chiếm được ngọn đồi cao, một địa điểm quân sự tối quan trọng, nên cộng quân không chống cự nổi, phải rút lui. Từ sau ngày quốc dân đảng và cộng sản ra bản tuyên ngôn đoàn kết, đệ nhị chiến khu cũng như các chiến khu khác của Việt Nam, quốc dân đảng đều tạm yên tĩnh một thời gian. Vả lại chủ trương của Việt Nam Quốc dân đảng không định dùng giải pháp quân sự ở chiến khu này. Sang đến đầu tháng 7 năm 1946, sự đoàn kết giữa quốc dân đảng và cộng sản hầu như đã tan vỡ hoàn toàn. Võ Nguyên Giáp ra lệnh bao vây và bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự của Việt Nam Quốc dân đảng. Trung ương đảng bộ ra lệnh cho quân sự ủy viên trưởng An Sinh phải rút hết cơ cấu về đệ tam chiến khu. Định rút về chiến khu Việt Trì, nhưng đường giao thông bị chặn, Trung ương đảng bộ lại ra lệnh cho rút quân lên tỉnh Bắc Giang để hợp tác với tỉnh đảng bộ Đại Việt Quốc dân đảng. Lên tới Bắc Giang lại gặp phải giữa lúc nội bộ tỉnh đảng bộ Đại Việt Quốc dân đảng tranh giành nhau cấp chỉ huy giữa Vũ Đình Huyên và Phạm Cao Hùng. Xét thấy tình hình nội bộ Đại Việt Quốc dân đảng tại Bắc Giang rối ren và phức tạp vô cùng, nên An Sinh định dẫn 200 quốc dân quân vào vùng Cai Kinh Yên Thế là chiến khu của đảng đã tổ chức từ đầu năm 1945, nhưng cũng vẫn vấp phải vấn đề giao thông bị cản trở, không thể nào rút lui về đấy được, nên bắt buộc phải ở lại Bắc Giang hợp tác với Đại Việt Quốc dân đảng. Sau một thời gian, lại cùng Đại Việt Quốc dân đảng cùng rút lên Lạng Sơn với mục đích liên kết với Phục Quốc quân để gây thành một lực lượng hùng hậu
chống cộng sản và thực dân. Đến Lạng Sơn cũng lại vấp phải tình trạng tranh giành nhau địa vị chỉ huy như ở Bắc Giang giữa Vũ Đình Huyên và Phạm Cao Hùng. Nằm Quốc Long thì đột nhiên bí mật bỏ thành, kéo quân rút lên Đồng Đăng với dụng ý là để ngỏ cho cộng quân kéo quân vào đánh Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng. Thành Lạng Sơn bỏ trống suốt một đêm, mãi đến sớm ngày hôm sau quốc dân quân mới hay biết. An Sinh liền ra lệnh đem quốc dân quân tiến vào thành đóng giữ, thượng đảng kỳ lên kỳ đài, còn quân đội của Đại Việt Quốc Dân Đảng vẫn đóng lại ở Kỳ Lửa. Cộng sản hay tin bằng huy động quân số đông đảo đến vây trùng trùng điệp điệp ở phía ngoài thành. Quốc dân quân phải chia lực lượng làm hai, một phần để lại giữ thành, một phần phải đến giúp sức Phạm Cao Hùng để giữ mặt Kỳ Lừa. Sau nhiều trận giao phong kịch liệt, cộng quân phải rút lui. Lại tiếp đến sự mâu thuẫn giữa Huy và Hùng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đi đến một mất một còn. Nhận thấy không thể để sự tranh chấp nội bộ kéo dài thêm mãi, An Sinh bắt buộc phải đứng ra hòa giải cả hai bên. Câu chuyện xích mích giữa Huyên và Hùng được chấm dứt, lại cùng bắt tay nhau hoạt động như thường. Thành phố Lạng Sơn và Kỳ Lừa đã không có ánh sáng điện từ lâu. Để kiến thiết thành phố, vị đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng cho vận tải than đá và huy động thợ thuyền trở lại làm việc. Thành phố lại bắt đầu có điện, đồng thời dân chúng được kêu gọi về hợp tác, các cửa hàng lại bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại. Lá đảng kỳ tung bay phất phới khắp mọi nhà, tinh thần quốc gia được phổ biến sâu rộng vào quảng đại quần chúng. Về mặt quân sự cũng được tăng cường và chuẩn bị luôn luôn. Xung quanh tỉnh lỵ, cộng quân tăng gia bao vây kinh tế và nổ súng uy hiếp liên tiếp suốt ngày đêm. Quốc dân quân vẫn giữ vững được tình thế, nhưng dần lâm vào cảnh hết lương thực. Mỗi ngày quân đội chỉ được ăn có một bữa cơm, vả lại quân số lại quá chênh lệch, tiếp viện không thể nào có, nên tự lượng quyết phải rút lui. Chương 2. Một đêm vào cuối tháng 8 năm 1946, quốc dân quân bắt đầu rút khỏi thành phố Lạng Sơn. Vừa đến địa đầu Kỳ Lừa thì chạm trán với cộng quân. Quốc dân quân lâm vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, chỉ huy quốc dân quân cương quyết mở con đường máu để đi. Thoát qua một đêm rong ruổi trong đường rừng, 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau đến Tam Lùng lại bị lọt vào vòng vây của cộng quân, tức là hậu quân của cộng quân vây phục quốc quân ở Đồng Đăng. Tiền quân do Phạm Cao Hùng chỉ huy đã đi thoát, còn hậu quân do An Sinh chỉ huy phải đương đầu với cộng quân. Trận đánh kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ mới đánh bại được cộng quân đi thoát. Tuy vậy cũng phải bỏ lại mất khá nhiều quân dụng cùng một số khí giới hạng nặng, và có một số ít quân chạy lạc lên khu phục quốc quân ở Đồng Đăng. Tiến đến đồn Bảo Lâm giáp giới với Trung Hoa, quốc dân quân tập trung tại đấy nghỉ ngơi. Tại Đồng Đăng, phục quốc quân hay tin liền phái liên lạc đến Bảo Lâm, yêu cầu phái đại biểu đến tiếp nhận số quân đã chạy lạc đến. Phạm Cao Hùng được phái đi, Nông Quốc Long đề nghị mời toàn bộ quốc dân quân trở lại Đồng Đăng hợp tác với phục quốc quân, nhưng đề nghị này đã bị cấp chỉ huy quốc dân quân bác bỏ và đồng ý trở lại chiến khu Cai Kinh, vì đấy không những là nơi hiểm yếu mà vấn đề quân lương cũng không đến nỗi phải quá lo âu. Nhưng muốn tiến đến chiến khu Cai Kinh, trước hết phải phái người đi tìm đường. Đến khi tìm được đường, nghĩa là phải đi đường vòng biên giới, lập tức toàn bộ lên đường, ngày nghỉ đêm đi, cũng có khi ngày đi đêm nghỉ tùy theo từng chặng đường, ngủ giữa rừng hoang, uống nước khe suối, còn ăn thì thiếu thốn, cực khổ vô cùng. Ròng rã 15 ngày, đi tới làng La Phát, một địa điểm tích trữ rất nhiều lương thực của Việt Cộng, có quân đội đóng giữ.
Quốc dân quân liền đánh chiếm La Phát, lương thực trở nên đầy đủ, nhưng về đạn dược lại thiếu, vì trong những ngày đi rừng, quân sĩ vì quá mệt nhọc nên đã lén vứt bớt một số đạn ở dọc đường. Bị bắt kho lương, Việt Cộng chuyển thêm binh sĩ đến tấn công, uy hiếp suốt ngày đêm. Quốc dân quân bắt buộc phải vượt qua biên giới mua đạn, nhưng số đạn mua được ngày nào chỉ đủ dùng bắn trả lại cộng quân trong nội ngày hôm ấy. Cộng quân tấn công ròng rã suốt một tháng trời liên tiếp. Quốc dân quân phần thiếu đạn, phần binh sĩ là bị ốm nhiều, thuốc men không có lấy một chút nên có một số chết. Giữa khi ấy lại phát sinh nội phản, có kẻ manh tâm thông đồng báo tin cho cộng quân biết rõ tình hình khủng hoảng của quốc dân quân. Đột nhiên một phong thơ do một bàn tay bí mật đặt trong văn phòng cấp chỉ huy quốc dân quân. Trong thơ, cộng quân vạch rõ đúng hết tình hình nội bộ rối ren rồi đề nghị hợp tác. Một cuộc họp cán bộ quân chính được triệu tập. Toàn thể cương quyết bác bỏ đề nghị của cộng quân rồi tập trung binh sĩ giải thích mọi lý do, hạ lệnh chuẩn bị rút lui. Lực lượng quốc dân quân khi ấy hiện còn hơn 400 người. Việt Nam Quốc Dân Đảng 210 người, Đại Việt Quốc Dân Đảng hơn 200 người. Cuối tháng 9 năm 1946, vào hồi 1 giờ khuya, quốc dân quân mở đường máu rút qua biên giới. Vì có kẻ nội phản, cộng quân kéo đến vây kín ba mặt. Quốc dân quân vừa đánh vừa tiến sang địa phận huyện Minh Giang thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa. Trước khi rút khỏi La Phát, một số gồm 50 người, già, ốm, đàn bà, trẻ con xin được trở về nguyên quán vì không còn đủ sức đi theo. Khi họ trở về đến Lộc Bình, bị cộng sản bắt hết giữ lại, rồi chờ đến đêm khuya bắt lột hết quần áo, dẫn ra giếng khơi, đẩy hết xuống chôn sống. Chương 3. Sang qua biên giới, chiếu lục quốc tế toàn bộ quốc dân quân bị chính phủ địa phương tước hết khí giới, rồi tập trung ở Kỵ Mã, một đồn, tiền tuyến giáp biên giới Việt Hoa. Sau một tháng nghỉ ngơi và liên lạc được với tỉnh đảng bộ Trung Quốc Quốc dân Đảng, Quảng Tây, toàn thể quốc dân quân được chuyển đến Minh Giang và chia làm ba toán. Một toán đến Ninh Minh, một toán ở Minh Giang, một toán ở Tư Lạc. Lương thực được tiếp tế một cách chu đáo. Nhờ vậy, tinh thần và vật chất của toàn bộ được khôi phục. Cấp chỉ huy bắt đầu tổ chức huấn luyện chính trị, văn hóa và tăng gia sản xuất, phá rẫy, trồng lúa, đậu, sắn, ngô, v.v. Tháng Giêng năm 1947, bác liên lạc được với các đồng chí ở Cai Kỉnh, Yên Thế. Sang tháng 2, từ Minh Giang, quốc dân quân kéo về đánh đồn Tà Lùng do Pháp quân đồn trú, chiếm được một số vũ khí, giả trường đơn kêu gọi đồng bào siết chặt hàng ngũ với quốc dân quân để đánh đuổi thực cộng rồi rút lui. Trở về Minh Giang, các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng chiêu mộ chí nguyện quân khắp giải biên giới Ung Châu, Khâm Châu, Thạm Vạn, Đại Sơn, tỉnh Tây huấn luyện thành một đạo quân hùng mạnh để chờ cơ hội trở về nước diệt thực cộng cứu quốc. Đến đầu năm 1948, các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng lại kéo về tập kích một đồn binh Pháp tại Cao Bằng, nơi tiếp giáp biên giới Trung Hoa với mục đích thăm dò lực lượng và đường lối giao thông. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 1 và phần 2 chương 9 thiên thứ 3. Xin chân thành cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát thanh tới với phần 3 và phần 4 chương 9 thiên thứ 3 lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh kỳ sau. Cầu chúc quý vị và bổ quyến vạn sự an lành, may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Vì tổ quốc quê hương.
trai lên đường, tình tổ quốc quê hương tuổi trong máu xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu